Xin chào toàn thể các bác. Giờ trong cái buổi nắng nóng của ngày hôm nay thì hôm nay nhiệt độ nó lên đến tầm 40 đến hơn 40 độ C thì cực kỳ nắng nóng. Bên em thì vẫn lên đường những cái sản phẩm như âm ly sò tô và sò sa ken rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì lên đến tầm 10 con, 2 4 6. 6 con này và 7. Đây, một con này nữa, 7 đây. Về tiếp tục đóng ở bên trong này nữa, 3 đến 4 đôi loa, một đôi loa 510 và ba đôi loa 512 sẽ lên đường trong ngày hôm nay. Đấy, tiếp tục một con nữa lên đường đây. Thì trong cái video lần này thì em nắng nóng nhà em, các bác vẫn đến và tin tưởng đến Nam Huy Audio. Thì trong một video gần đây thì em sẽ làm về một sản phẩm, đó là một con cây 510 cho các bác. Hôm nay em có một bộ dàn nữa, một bộ dàn cho một bác khách hàng, gồm có tổng cộng là 6 sản phẩm lên đường, gồm có như là Gutin này, UR29D và UGX23 Plus và UR29D, K19FX và một cục súp 717 nữa. Hôm nay em sẽ làm về một con sản phẩm, đó là loa phân khúc bát 25 cho các bác nào chơi. Loa cây 510, cây 510 chạy bằng một bát 25, một chung và một tép. Đấy, hàng của JBL. Hàng của JBL. Đấy, chạy bằng trở kháng 8 ohm. Và bắt đầu em sẽ bắt đầu tiến hành test cho em, đã lên sóng con này rồi. Con này thì cùng với anh em với con cây 512 ở dưới, phân khúc nhỏ hơn. Bỏ ra đây tiếp một thể và đóng hàng. Chuẩn bị sốt hết rồi để đóng hàng trong ngày hôm nay rồi. Đấy, chương trình nắng nóng này nhưng các bác vẫn ủng hộ bên em rất là nhiều. Hôm nay đi rơi vào tầm gần 30 kiện tất cả cho bác. Đấy. Những cái kiện UGX23 này, đẩy XV8000 cho cái combo này. Âm ly đây rồi, âm ly rơi vào tầm chục con đi rồi. Đấy, quay kia anh quay hết rồi. Đấy, đây con 9 cho ai đây? Đây xem đơn nào. Rất là nhiều đơn. Chung là rất là nhiều đơn hàng trong ngày hôm nay. Nó rơi cây 510 đây, cây 510 cho bác nào đây. Đây các bác nhá. Một đôi cây 510, đây là một bác khách hàng quen của bên Nam Huy Audio. Đã ủng hộ bên Nam Huy một đôi rồi nhưng mà về nghe hay quá hay nào, lại mua tiếp một đôi cho một cho người thân, đó là anh Nguyễn Phú Công ở Hoài Đức, Hà Nội. Đấy, đã ủng hộ bên em thêm một sản phẩm, đó là cây 510, đã nghe thử qua rồi. Đây cầm lấy đơn này. Đấy, và bây giờ em bắt đầu tiến hành lên sóng. Con này thì hình thức của nó là quá đẹp rồi, hình thức quá đẹp rồi. Cho các bác đẹp long lanh luôn. Các bác về dùng bên em chỉ cần khách quen thì bên em không cần cọc, còn những khách mới thì chỉ cần cọc trước 200.000 thôi, bên em sẽ cho hàng đi luôn và đến nơi kiểm tra đúng hàng mới thanh toán, test thử luôn. Đấy, được test thử luôn. Đây là những cái đôi loa bãi rất là ngon, chỉ thỉnh thoảng hơi rỗ cũ và xước một tí thôi. Đây chẳng hạn, ví dụ như xước nhỏ tí ở đây thôi, không vấn đề gì cả cho các bác. Và bắt đầu sẽ tiến hành lên chất âm cho các bác. Đang định test đôi loa cây 510 này thì đang thử con FX9 cho luôn, test thử luôn cho một bác khách hàng, thì con ở dưới thì đang mất Bluetooth nên là em, bác nào lấy thì em đang thanh lý lốt con này nhá. Bluetooth thì nó vẫn lên nhưng mà nó chỉ mất cái đèn này này. Đấy, nó chỉ mất cái đèn Bluetooth này thôi. Em thanh lý cho bác nào muốn lấy thì bên em thanh lý lốt cho. Đấy, liên hệ qua Zalo cho em, 1.050.000 một con. Đấy, nó vẫn lên Bluetooth, chỉ có mất đèn thôi, không quan trọng. Đấy, đèn Bluetooth thì nó như thế này nhưng mà con này nó không lên đèn. Gửi đi cho một bác khách hàng nên là mất đèn nên là phải loại luôn. Bắt đầu tiến hành em sẽ test nhá. Test chất linh chung này. Một con UR23 và một con UR29D. Con này thì chạy chung và tép nên là tiếng cho ra cực kỳ nhẹ. Đấy, tiếng cho ra cực kỳ nhẹ. Em vặn to volume lên cho các bác cùng cảm nhận qua về cái chất nhạc của con cây 510 này. Các bác đeo tai nghe này. Đi. 1 2 1 6 7 8 9 10 1 2. Đấy, tiếng rất là sáng và bay luôn. 1 2 1 một đôi loa chỉ 3.500.000 thôi nhưng mà các bác có thể được trải nghiệm những cái
rất là hay đối với cái sản phẩm con loa này. Con loa này so với những cái dòng loa hai tiếp như cây 582 thì nó sẽ ăn đứt luôn. Nó là thuộc dạng tốt nhất của JBL bây giờ. Một video ngắn gọn, test hàng đi cho anh nào lúc ấy nhở, em quên mất tên rồi. Test hàng đi cho đâu để anh xem đơn nào. Đấy, rất là dày đơn cho anh gì ấy, anh Nguyễn Phú Công đấy nhá. Một chỉ còn 3,5 triệu một đôi. Các bác nào cần quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để lấy đôi cây 510 này nhá. Và cây 512. Đấy, các bác nào cần quan tâm liên hệ trực tiếp bên em nhá. Và đừng quên đến một lần like và một lần đăng ký kênh ở bên dưới để theo dõi những cái video tiếp theo của bên Nam Huy nhá. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành đóng hàng để chuẩn bị xe người ta đến chở rồi, nên là phải test hàng xong. Tí em sẽ quay cho bác quá trình đóng hàng bên em nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại.